Sau đây là phần xem châm của mèo để dự đoán được hay là cái nghe mọi người. Mình cũng không phải là chuyên gia đâu, mình chỉ coi theo kinh nghiệm thôi. Như con đại ca đầu tiên nha. Hai trái bi của nó lộ rõ ràng luôn. Con này tôi đoán 90% là đực. 10% còn lại nếu không phải đực thì chỉ có BD thôi, chứ không có cái nổi đâu. Vừa cục đuôi mà vừa là mèo đực nữa là vô cùng khôn luôn nha mọi người, giống con quách què. Khi mình nuôi mèo đực á, nó lớn cỡ chừng 3-4 tháng là mình đã triệt sản được rồi. Mình nuôi mèo đực á, triệt sản dễ hơn mà đỡ tốn chi phí hơn mèo cái rất là nhiều, đỡ chăm sóc nữa. Triệt sản mèo đực bây giờ khoảng 300 ngàn, thì mèo cái khoảng chừng 500-600 ngàn, có chỗ cả triệu luôn nha. Tùy vào giá của mỗi chỗ nha mọi người. Con mèo đực cỡ 3-4 tháng mình triệt sản nó mau lành hơn mấy con mèo lớn nha. Con mèo càng lớn triệt càng đau nha mọi người. Rồi tôi xác định con đại ca là con đực đó. 90% nha. Còn 10% kia tôi không biết. 10% kia chỉ có BD thôi, chứ không có cái nổi. Rồi. Tôi ước là con ngậu nó đẻ mấy con này toàn là đực hết. Tại con mèo đực á, kêu bác sĩ tới nhà hậu phẫu chút xíu là xong. Rồi sau này không có sợ gì trơn, không sợ đi kiếm gái sinh sôi nảy nở gì hết. Còn con mèo cái triệt sản một lần rất là cực, phải mổ bụng nó ra, chăm phải thật là kỹ nha, chăm không kỹ là mệt lắm đó. Để nó liếm vết thương là dễ rách bụng lắm đó. Bởi vậy tôi ước con ngậu sinh toàn là con trai cho tôi khỏe. Coi con này sao. Con này nó không có lòi cái bi như con kia. Cái bi của nó không có rõ ràng. Con này mình không xác định được nha mọi người. Nhìn cái mặt này cũng giống gái lắm á. Nè. Nè coi nè, lúc có lúc không nha. Cái bi nó không có lộ rõ như con đại ca đâu. Con vàng này con thứ ba nha mọi người. Đó con vậy thôi à. Nếu vậy thì mình không có xác định được là đực hay cái nữa, chưa biết đâu, phải đợi lớn lớn xíu mới biết. Mọi người trong này nhìn có đoán được là đực hay cái không? Rồi coi con tiếp theo là con đen nha. Ôi trời ơi. Con này nó lét cái gì ta? Không thấy gì trơn luôn nha bà con. Y cái này chắc cái của bà con ơi. Nó chỉ lòi ra hai miếng thịt chút xíu xíu à. Cái trường hợp này tôi không biết nha. Có thể là cái nha mọi người. Hai cái bi của nó không thấy luôn nha mọi người. Cái đuôi thì bự thù lù. Mà là con gái hả ta? Có khi nào sau này nó giống khế không? Làm thái giám không ta? Một thằng thái giám thích đổ vỏ. Cả trai lẫn gái đều mê nó. Con này không biết là trai hay gái vậy mọi người. Con này con đen nha. Con út của ngầu đó. Còn con thứ hai là con mướp. À con này nhìn rõ nè. Con này 80%, 90% cũng là đực nha. Đó hai cái bi lộ rõ ràng mọi người thấy không? Mèo đực mình cũng dễ biết lắm. Mà con nào nó lộ lên rõ luôn á tôi mới biết nha. Vậy là con mướp này với con đại ca là hai con có thể là đực nha. Còn con vằn khè với con đen xì lì hồi nãy có thể là cái nha mọi người. Nhìn không có rõ. Rồi xong xuôi. Nó tôi thì tôi nhìn tôi dự đoán vậy đó. Còn mọi người á, nhìn con vàng với con đen xì lì có khi nào là đực không? Nếu là đực thì tôi mừng. Cái thì tôi mệt lắm á. Rồi mọi người kêu đặt con vàng tên vàng hay tên tên gì cho nó đẹp đẹp đi. Mà nếu mà đặt vậy thì tội nghiệp dòi quá. Con dòi nó cũng vàng. Mình lại đặt tên nhỏ là dòi. Thì con kia tên đẹp. Dịch tình số nhỏ dễ sợ. Thôi kệ đi. Mà mình không phải là ngày nào mình cũng đặt tên đâu nha mọi người. Khi nào mình thấy tụi nó bộc lộ tính cách hay có cái gì đó đặc biệt khác lạ mình mới đặt tên. Nó con mướp nó cũng quậy lắm hơn mướp á. Rồi có người kêu đặt con mướp cái tên gì đó giống như là công chúa gì đó đẹp đẹp đi. Mà nếu mà kêu mướp là công chúa thì tội nghiệp nhọn quá. Thiệt mọi người á, tôi đặt tên là tôi nhìn con mèo nó làm sao á. Mình nhìn mình liên tưởng hay mình ấn tượng là mình kêu à. Chứ mình không có đặt tên mà theo cái suy nghĩ của mình được. Nó tội nghiệp nhọn dễ sợ. Nhọn nó biểu cảm gì mắc cười lắm nha mọi người.